오늘도 저희 맛동산을 이용해 주셔서 감사드립니다. 잠시만 기다려 주시면 곧 시장으로 연결해 드리겠습니다. 네, 여보세요? 저기 여기 은봉점 맞죠? 저기 치킨점 아닌가요? 저기 은봉점 맞으세요? 아 그래요? 아 네 죄송합니다. 뭐 사놓고 된 거 언니입니다. 거기 3인 아파트 맥인동 807호 아니 맥인동 807호 네 호랑이랑 간장 주세요. 네 황금이 하루야? 황금이요. 아 네 네. 예. 7월부터 개방 1,000원. 아니야. 네. 내가 1,000원, 내 매방. 저거 2,000원 luôn, nhưng mà cứ sợ. 한 8,000원이야. 네. đây hôm nay gia đình mình gọi là không muốn ra ngoài ăn nên báo đọc gọi xong món ăn ngon Hàn Quốc nào gọi về nhà ăn này. Nay trước mắt thì gọi được ba món này. Đây cho tình yêu của tớ. Đây gọi được ba cái món này. Mì đen xào hải sản. Đây là mì đen xào hải sản này. Cái món này thì là thịt rán giòn. Rán giòn này. Tí nữa thì còn món thịt gà nữa nhưng gà mà đang gọi người ta chưa mang đến. Chút xíu nữa thì quay tới. Là... Đây em ăn cái này đi. Trước mắt thì ăn cái đấy, món ăn này cái xem thì thức cái món của Hàn Quốc cho nó ngon ngon không. Đây là con mực này. Tôm này. Đó. Mực tôm thịt với mì nữa. Đâu cho mình mấy cái đĩa phụ lắm. Cứ là mình ăn này đi. Ừ, ăn này. Thật thôi. Trời ơi, cũng may hôm qua nhỉ, làm hoàn được mấy ngày. À mà đã hoàn được đâu, đúng không? Mình chịu mấy của ta. Mình ăn chứ cơ một. Đây mình thử một miếng này. Gắp miếng này ăn xem nào. Đây cho em ăn nữa nó ngon. Đúng rồi. Sướng nhỉ. Ăn vào nó sướng thật ý. Thật nó không hề ngán. Ừ, thịt này ăn thôi. Căn bản nó có nước chấm này. Có nước chấm chua chua. Chua ngọt ăn rất là dễ ăn. Cô gái mình thử miếng xem làm sao. Sao? Ngon thế. Thịt trong nó không khô. Đúng không? Quá là ăn được ấy. Thịt trong không khô, ăn rất mềm. Mềm. Đúng không? Bên ngoài thì giòn. Ngoài ra còn có món ăn kèm này. Món kèm này đây là củ cải muối chua chấm cái không biết cái này cái gì mà chấm ăn rất hay. Tương đen à, tương đen Hàn này ăn rất sướng đấy. Chấm này mình rất thích ăn kiểu này, ăn giòn giật. Ồ cái này này, à cái hạt đấy. Đây mình quay cái món gọi là món mì trộn tương đen Hàn Quốc. Mà Việt Nam bây giờ là ở Việt Nam nó rất yêu. Là không phải là rất là như kiểu là trào lưu ấy của giới trẻ, người ta rất thích ăn. Ăn vào nó nói chung là khi đen ăn vào mồm. Nó đen hết cả mồm. Mà nhìn nó sướng lắm. Mình quay được mình ăn cho các bạn xem như nào nhưng mà nói chung là ăn xong phải lau 2-3 khăn giấy. Đèn hết cho mồm.
Đây là người ta mình mua gọi là gà rán. Gà rán. Đây là hai con gà rán. Con gọi là chiên giòn, một con rồi một con gọi là tắm xì dầu. Tôi nó nghe này tắm xì dầu. Gọi đến là với giá là 22.000 hai con, nhưng mà ông kia ông lấy thêm một cái gọi là phí vận chuyển và thêm 1.000 nữa, không sao cả, nếu ông lấy 2.000 cũng cho. 3.000 cho luôn. Mình là người có tiền lẻ. Đây gà rán Hàn Quốc đây, rất là ngon. Mình cảm tưởng là gà rán Hàn Quốc còn ngon hơn KFC nhà mình ý. KFC của ông nghe ngon mà ăn khô khốc à. Bao lần ăn KFC, cho con ăn KFC mà ăn không giải gì đâu. Gà rán Hàn Quốc ngon lắm. Giòn ở trong thịt nó mềm. Thôi mình phải thưởng thức một tí xem như nào. Không cầm được đâu. Gà rán thì mình thích ăn nhất là cái mân cánh này. Mình sẽ ăn cái cánh này. Gà ngon lắm. Ai giống quá. Nóng. Ngon á. Ba con béo ăn gà. Ui. Đồ mới ăn ngon hơn hẳn. Rất là giòn, rất là nóng. Thích quá. Nghe tiếng sặc 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 sặc. Bà sặc bà sặc. Nóng. Anh như là còn nhai mẹ cái gì? Cái thứ thì trong nó sướng thật đấy, nhìn nó ăn nó ngon thật đấy. Con thịt gà không biết là nó cái bí quyết gì mà người ta làm đấy rất ngon ấy. Không hiểu, chứa tẩm ướp bột ấy mà rất là ngon, ăn nó sướng cái mồm. Vì thằng bé gặm nó sướng. À. Gà ngon quá mà thằng bé nó còn thích những người nhìn cũng cười sướng đây. Cho ngon không? Ngon không? Ngon. Ngon.